Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay Minh Cương sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cách xông đầu để hỗ trợ chữa bệnh đau đầu, mệt mỏi, đầu lưng rừng, đau đầu âm u. Sau khi quý vị cũng có thể là đi hội hè, tiệc tùng hoặc là đi lễ nghi, và lễ nào đó người cứ mệt mỏi thì chúng ta dùng vỏ bưởi. Đấy, thưa quý vị, đây là dùng lá bưởi hoặc là dùng vỏ quả bưởi. Thông thường nếu có hoa bưởi thì chúng ta dùng hoa bưởi, hoặc có vỏ bưởi thì chúng ta dùng vỏ bưởi, hoặc có lá bưởi thì dùng lá bưởi. Chúng ta đun lên, chỉ cần cho nước sạch và đun lên sôi độ tầm sôi cho nhỏ lửa tầm 5 phút là chúng ta có thể bắc ra để xông đầu bằng cách lấy hơi từ lối nước bốc lên và chúng ta chùm mền hoặc là chùm một chiếc áo tơi cho đầu vào để cho chúng ta xông đầu làm sao mà để dịp mà cái mồ hôi nó bốc ra, tức là cái hơi nói lôm la, tức là các cái hơi độc tố nó sẽ đào thải ra. Còn nói về tâm linh thì khi chúng ta đi lễ cúng hoặc là đi người lừng rừng mệt mỏi trên đầu, là chúng ta đã nhiễm các cái năng lượng âm hoặc tà khí, làm cho khí huyết trên đầu kém lưu thông thì gây ra mệt mỏi như vậy. Thì dùng phương pháp xông thế này là đầu chúng ta sẽ tỉnh táo ra ngay và không còn lừng rừng đau mệt nữa. Khi chúng ta xông rồi thì chúng ta đi tắm vội bình thường. Đấy, thưa quý vị, đây là lồi nước sông Minh Cương đã đun sôi cho nhỏ lửa tầm 5 đến 10 phút là bắc ra, là có thể thành một loại nước để xông. Chúng ta lấy cái hơi nóng này, hơi nóng là chúng ta chùm ví dụ như là chùm cái áo tơi hoặc là chùm mền, để chúng ta cho đầu vào đây lấy cái hơi nóng này để nó lịm dịm ở trên tóc, trên mặt, trên mũi của chúng ta. Chúng ta thậm chí cũng ngửi các cái hơi của vỏ bưởi này, lá bưởi này, làm cho chúng ta tẩy tịnh các năng lượng xấu ở trên người, là chúng ta đầu óc chúng ta sẽ quang thoáng, không còn âm u nữa, không còn mệt mỏi nữa. Xông này trong trường hợp đau đầu, mệt mỏi trên đầu, người lừng rừng mệt, khi xông xong cái là chúng ta có thể đi tắm gội bình thường. Vỏ bưởi, lá bưởi, hoa bưởi tưởng chừng như là có hơi chúng ta không dùng tới, bỏ đi, đôi khi chúng ta bỏ đi, nhưng nó lại là một cái nguồn thuốc làm xông đầu rất là tốt. Khi quý vị và các bạn có những câu hỏi nào liên quan đến xông vỏ bưởi, quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện cho nhà thuốc theo số điện thoại 0989 759 199 để được hướng dẫn. Cây lá vườn nhà rất là nhiều các cái lá đơn giản nhưng lại làm thuốc rất là tốt. Đôi khi thuốc men cũng ngay ở quanh ta nhưng chúng ta lại không khám phá và dùng hết. Đấy. Giờ này đến lúc xông đầu rồi. Đấy, một lần lên. Thưa quý vị, thỉnh thoảng tôi cũng khi mệt mỏi tôi cũng rất là hay xông đầu như thế này. Chúng ta chùm cái áo mưa lên đây. Chúng ta xông được khoảng tầm 10 phút là được rồi, 10, 15, thậm chí 20 phút tùy theo, tùy thích. Đấy, thưa quý vị, đây là lồi nước xông đầu chúng ta xông tầm 10 trên dưới 10 phút là được rồi. À,
kể cả hơi nóng này cho chúng ta xông vào mũi, làm chúng ta cũng dễ thở. Và vỏ bưởi, hoa bưởi hoặc lá bưởi nó được rất tốt trong việc tẩy tịnh các năng lượng xấu ở trên đầu. Chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe để làm việc. Con người chúng ta có đầu lừng dừng mệt mỏi là rất là khó chịu. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, vừa cùng tôi theo dõi về cái phương pháp xông đầu bằng lá bưởi hoặc hoa bưởi hoặc vỏ bưởi. Thì mùa nào có thứ gì ta xông bằng thứ đó, thì chúng ta dùng để chúng ta đun lên, nấu nước sôi tầm trên dưới 10 phút là chúng ta bỏ ra làm nồi nước xông. Và chúng ta khi xông thì chúng ta chùm cái mền hoặc là chùm gáo tơi, làm cho cái hơi của cái vỏ bưởi này hoặc là lá hoa bưởi này lịm dịm trên đầu. Thậm chí chúng ta ngửi, vừa xông vừa ngửi, làm cho chúng ta thông mũi, thậm chí mắt cũng làm cho thông mắt. Nếu mắt có dỉ hoặc là mắt mờ cũng làm cho thông, tinh ánh trở lại. Rất là nhiều công dụng từ hoa, quả, lá bưởi. Đó, phương pháp này rất là đơn giản, không tốn tiền một xu. Đặc biệt là những vùng quê, nơi có rất là nhiều nhà trồng cây bưởi để ăn quả, thì chúng ta dùng mấy cái thứ đó làm nước xông đầu, tẩy tịnh các năng lượng xấu trên đầu. Đặc biệt là khi chúng ta đi đình đám, rồi đi đám ma, đám cưới, ở nơi hội hè, tiệc tùng mà người mệt mỏi, thì chúng ta xông, hoặc là sau khi chúng ta đi thực hiện các cái một số các khóa lễ, để đó rất là nhiều các cái năng lượng xấu, gọi là tà khí, làm cho khí huyết kém lưu thông. Khi chúng ta xông các cái sản phẩm của bưởi này, nó mang chất là dương khí, nó có thể tẩy tịnh các cái âm khí, đặc biệt là cái hơi nóng của nó lại càng tốt để tẩy tịnh các năng lượng xấu ở trên người. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm theo dõi. Thì chúc quý vị và các bạn có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Nếu quý vị và các bạn có cái câu hỏi nào liên quan đến tẩy tịnh năng lượng xấu, quý vị và các bạn có thể truy cập vào Facebook Đông Y Khương Minh, hoặc là gọi cho tôi theo số điện thoại là 0989 759 199 để được hướng dẫn. Chân thành cảm ơn. Thank you.